Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em một chương trình này góp từ blog FreeSwap để tham gia dự án. Hôm nay các bạn cần click phần link mô tả mở Telegram và bấm Start Chatbot nha các bạn. Khi tham gia dự án này thì tất cả các bạn sẽ nhận được file các bạn đây, chờ mình check thông tin các bạn. Nhận được 200 token qua. Hôm nay chạy trên tảng C20. Đây đã lên list sàn block free swap rồi bấm get ta nè bạn. Rồi các bạn lướt gấp trang đây các bạn. U đây mình thấy dự án này cũng khá là ngon đó các bạn. U F B C 96. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi mình sai rồi các bạn, để mình làm lại các bạn. I N 374. Chính xác 100% rồi các bạn. Rồi khi tham gia chỗ này các bạn sẽ nhận 200 token BFI khoảng 4 đô mỗi một lượt ghép của khoảng 4 đô. Con này các bạn tiện ghép ngon các bạn. Nhưng trình này ghép này nó sẽ phối vào ngày 1 tháng mấy năm 2021 các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên group kinh lên các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Bỏ cái ít phút làm đi các bạn. Sau này tập càng này có về thì mình sẽ thông báo cho các bạn. Rồi đây thì chương trình này group này mình đã join rồi. Rồi các bạn join tiếp kinh lên các bạn. Rồi các bạn join xong các bạn. Đây con chắc của nó đây các bạn. Nó đã list sàn này, sàn nào ta? Nó đã list sàn block khi swap để cho giao dịch qua cặp USDT nha các bạn. Con này khoảng 4 đô. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tại Twitter nha các bạn. Thì cái link sàn đó các bạn chỉ việc copy cái link sàn đó các bạn dán qua cái trình duyệt của Chuck Wallet nha các bạn. Rồi các bạn swap cũng như là cái sàn Uniswap nha các bạn, theo dõi. Rồi các bạn theo dõi các bạn, các bạn like và tự quyết nha các bạn. Block swap. Câu này nó còn trong chương trình bán hàng free sale các bạn. Rồi bạn test lại các bạn. Sẽ list nhiều sàn nữa các bạn. Rồi bạn like nhiều bài, 2-3 bài các bạn. Rồi các bạn gì có đáp lại các bạn. Rồi các bạn bấm net giúp mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chỉ việc gỡ cái địa chỉ ETH trên dưới chút wallet, Mesa wallet, MetaMask in token chạy trên nền tảng nha các bạn. Bạn nào chưa biết tôi giấy thì để lại một cái comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần tôi giấy nha các bạn. Phiếu. Giá ETH lên khá là cao các bạn. Nên làm airdrop thấy hy vọng mong manh quá. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Thì những dự án uy tín thì rồi tiếp tục thì các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân, bấm bấm bao balance để chết xuất cần kiếm được các bạn. Quan sát tiếp theo. Withdraw. Thì withdraw thì nó nói là tất cả các mã thông báo tự động phân phối vào sau khi trong chương trình bán hàng của nó kết thúc nha các bạn.
Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.